Chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel kiến tạo đồ này của mình nhá. Hôm nay thì lại tiếp tục vào chơi cũng như là chia sẻ hướng dẫn cho anh em về cách chơi và kiếm tiền, đặc biệt là một cái trò chơi phải nói là kiếm tiền khá là ổn áp, đó là con trò chơi siêu xe anh em nhá. Ngoài trò chơi này ra thì cũng còn rất nhiều những cái trò chơi khác, ngoài anh em nào yêu thích cái trò chơi nào thì anh em có thể là chọn những trò chơi đó để mà chơi, đúng không? Rồi, còn siêu xe là một cái trò chơi mà nó thật sự với anh em là kiếm tiền thì nó khá là ok rồi đó, anh em thấy không? Vừa ra siêu xe vàng thì nó thật sự với anh em này, siêu xe vàng thì mình thì hay chuyên là đánh vào chốt lãi siêu xe bạc đó, cái cách mà mình hay vào tiền mà chốt lãi anh em ạ. Đấy, đã vào và đã ra siêu xe vàng rồi thì kiểu gì vào siêu xe bạc vào cả bốn con luôn, còn bình thường thì mình sẽ chơi theo phong cách đó là và phương pháp đó là chơi kiểu dạng là loại trừ, đúng không? Rồi ok đấy. Anh em mà cũng muốn nhận code free chơi trải nghiệm cũng như là thử thách vận may thì nhanh tay tải về theo đường link mình để dưới phần mô tả và bình luận của video nhé. Đó, link tải tặng code cho anh em từ 20 đến 30k để anh em vui chơi giải trí cũng như là trải nghiệm. Rồi, còn về kép W mẹ đi nha. Nói thực sự với anh em thì với những cái phương pháp và những cái cách mà mình có hay chia sẻ hướng dẫn cho anh em ấy thì nó thật sự là siêu xe này thì nó kiếm tiền này cũng khá là ổn luôn anh em nhé. Đấy, và đặc biệt là với cái phương pháp mà chơi siêu xe này thì mình cũng đã nghiên cứu và nói thật sự với anh em là cũng đã áp dụng thì thành công khá là ok đó, anh em cứ áp dụng theo phương pháp của mình thì chắc chắn là anh em sẽ chốt lãi. Ui giời ơi, ra còn việc kép anh em ạ. Rồi ok, đây thì cũng là một cái phương pháp gọi là chơi gấp thép anh em ạ. Với cái phương pháp mà chơi siêu xe thì anh em nói chung là mình thì chơi nó thật sự với anh em là cái tâm lý chung thôi, ai cũng muốn là chơi nhiều thắng lớn, tuy nhiên thì nó cũng phụ thuộc vào số vốn của mình anh em ạ. Chơi làm sao để chắc ăn, đúng không? Chơi để mà chốt lãi chứ không phải là đôi khi vào đây và là liều ăn nhiều, hoặc là 50-50 chơi xác định là một được hay thua. Đúng là cái tâm lý là như thế, nhưng mà mình đã xác định chơi là mình được chứ đừng xác định chơi là một là được hay là thua, hiểu không? Đấy, ok chưa? Mình đã xác định mình chơi là mình sẽ phải là giành chiến thắng chứ đừng bảo là vào đây xác định hôm nay đầu tư cược này là chỉ có một được hay thua thì đúng là chơi không được thua, đúng không? Đỏ thì chơi cho mà đen thì nó là trò chơi, đấy điều đấy là điều đương nhiên rồi. Rồi ok thấy chưa, lại là Mazda đó. Thì phương pháp loại trừ của mình thì nó thật sự với anh em là đôi khi mà nó bẹt chẳng hạn thì 50-50 thôi, nếu mà nó bẹt thì mình mất cả, mà không bẹt thì nó mình lại ăn to hơn, đúng không? Đấy, cái phương pháp chơi nó là như thế thôi, đơn giản. Đã xác định chơi là chơi để kiếm tiền, còn vui chơi giải trí đôi khi nó là vận may cũng như là may mắn. Đấy, anh em thấy không? Mình cứ chốt lại từ từ đàng hoàng, đúng không? Thời gian thì nó có rất nhiều thôi, có thể là mình có thời gian mình ngồi rình, cầu nào đẹp thì mình rình mình đánh, còn cầu nào xấu thì mình bỏ qua, đúng không? Chứ không nhất thiết là tay nào mình phải vào tiền. Đấy. BMW mẹ rồi, ok rồi. Cứ không ra siêu xe vàng mà siêu xe bạc là ok đúng không? Đấy mà nó cứ ra luân phiên như này. Đấy, tôi sợ phát này nó bẹt mẹ BMW đúng là ối rồi ôi luôn này. Hy vọng là nó sẽ không bẹt đi nhé. Đấy, tại sao mình nói là chơi siêu xe là kiếm tiền nó khá là ổn như thế? Bởi vì là cái cầu siêu xe bạc thì đôi cũng có hôm nó sẽ bẹt nhưng cũng có hôm thì nó sẽ chạy luân phiên. Thế cho nên mình cứ bánh siêu xe bạc, anh em hiểu không? Đấy, thấy không? Mình cứ siêu xe bạc mà mình phang thôi, bởi vì không biết lúc nào ra siêu xe vàng cả, bởi cái tỷ lệ siêu xe vàng nó ra nó khá là ít luôn đấy, anh em hiểu không? Thế cho nên là cứ siêu xe bạc thôi. Ok nhé. Yeah. Hy vọng là đừng có bẹt. Dịch mẹ mày về kép rồi. Quay kiểu đấy là biết ngay rồi, rồi hai cái vé kép Yamada, ba vé kép Yamada rồi. Rồi ok anh em nhá, mình sẽ lại tiếp tục cũng chả gấp thêm nhiều, đánh mỗi con thêm một lít vào đây thôi.
Quan trọng là đôi khi chơi thì anh em cũng nên là biết cách ăn non, kiềm chế để mà ăn non được, anh em hiểu không? Ok đấy, suýt nữa thì bẹt thì toi luôn. Chứ còn chơi ai cũng tham cả nhưng mà không ăn non được là đôi khi chúng ta sẽ dẫn đến là hay thua tha. Vừa với cái là khi mà nó cuốn vào cuộc chơi rồi, say sưa vào rồi thì mình cũng rất khó là kiểm soát được. Ok đấy, hy vọng là nó sẽ không ra hai kiểu hai bê kép một cái con siêu xe kia nhỉ. Đừng ra như thế. Ok còn dễ luôn, 30k lẻ nữa. Mazda đấy, chuẩn luôn, Mazda luôn này anh em ạ. À, rồi thôi ok anh em nhá, hôm nay thì tạm dừng và chốt lại ở đây thôi. Hôm nay thì cũng khá là may mắn đấy. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.